công ty Agile Wind Power của Thụy Sĩ đang sản xuất tua bin gió trục dọc có tiềm năng tăng sản lượng điện, đồng thời giảm độ ồn và ít gây hại cho động vật hoang dã. Nhờ nguồn kinh phí của Liên minh châu Âu với dự án Vertical Sky Project, Agile Wind Power đang phát triển tua bin gió trục dọc cỡ lớn đầu tiên. Một sáng tạo chủ chốt là điều chỉnh cánh rotor liên tục và tự tối ưu hóa, điều khiển góc quay cánh rotor theo thời gian thực. Kết quả là tốc độ quay duy trì ở mức chậm, khiến độ ồn giảm 3 lần. Quy trình lắp đặt đơn giản cũng như độ tương thích môi trường cao cho phép lắp đặt tua bin ở gần khu dân cư hơn hoặc khu vực khó tiếp cận. Tua bin gió mới có công suất từ 750 kW tới 1,5 MW, trang bị hệ thống điều khiển dựa trên AI cho hiệu quả cao, thường xuyên theo dõi và điều chỉnh theo hướng gió. Thiết kế chắc chắn đảm bảo thời gian vận hành tua bin lên đến hơn 25 năm. Cánh quạt quay chậm rất dễ nhận biết đối với động vật, nhờ đó số lượng chim và dơi bị ảnh hưởng giảm 90%. Tua bin Vertical Sky rất dễ bảo dưỡng so với tua bin gió thông thường. Ngoài ra, mẫu tua bin này không đòi hỏi phương tiện, trực thăng hoặc dụng cụ đặc biệt để vận chuyển và lắp đặt. Tua bin Vertical Sky cao 105 m tính từ mặt đất và đáp ứng tiêu chuẩn cấp phép quốc tế cho tua bin gió lớn, rất phù hợp để đáp ứng nhu cầu tại chỗ. Cuối cùng, tốc độ quay chậm đảm bảo tua bin tạo ra ít lực ly tâm và giảm bớt áp lực lên cấu trúc đỡ.